Xin chào các bạn biết không, nhiều người cho rằng việc sở hữu một chiếc Smart TV trong nhà thì số tiền bỏ ra không nhỏ. Và thậm chí là để có được một thước phim chất lượng cao hay cả vào việc là dùng làm phát đầu karaoke hay chơi game online thì chi phí bỏ ra tăng lên 2 đến 3 lần. Điều này là không hoàn toàn chính xác các bạn ạ. Vì ngay tại đây là chiếc đầu phát karaoke Hymenia Q30 với mức giá không thể rẻ hơn của Nvidia. Với chiếc đầu phát này thì hứa hẹn sẽ biến chiếc TV của nhà bạn thành Smart TV chỉ trong vòng một nốt nhạc. Lớp vỏ nhôm sáng bóng cùng những góc bo tròn mềm mại tạo hình của Hymenia Q30 toát lên nét sang trọng và hiện đại. Kích thước nhỏ gọn và khối lượng chỉ đạt 300g là một trong những ưu điểm của sản phẩm trong quá trình lắp đặt. Mặt trước đầu phát được thiết kế tinh giản tuyệt đối, chỉ còn giữ lại nút nguồn, nhưng ở mặt sau lại được trang bị đầy đủ các cổng kết nối. Ở hai bên trang bị cổng USB và thẻ nhớ, thuận tiện cho việc sử dụng các thiết bị lưu trữ ngoài. Q30 không hề kém cạnh với những đầu phát cao cấp khác đang có mặt trên thị trường. Khả năng phát video với chất lượng 4K Ultra HD cùng âm thanh cực kỳ sống động và chân thực đảm bảo cho các bạn những bộ phim hấp dẫn và kinh tính. Lướt web cực nhanh, không thua gì đang sử dụng laptop, xem YouTube không giật, đơ hay thậm chí là chơi game thả ga cả ngày. Đó là còn chưa kể đến việc bạn có thể sử dụng video call thông qua các ứng dụng như Skype để trò chuyện với người thân của mình. Tới đây chắc chắn các bạn sẽ có chút lo lắng khi các bạn bỏ ra nhiều thời gian để trải nghiệm thiết bị Hymenia Q30 và liệu việc hoạt động liên tục như vậy có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ cũng như là hiệu suất của thiết bị hay không. Cứ yên tâm các bạn nhé, tại vì Q30 được tích hợp hệ thống làm mát chủ động sẽ giúp cho máy chúng ta không bị giật đơ hoặc là đắm máy khi các bạn xem phim nhiều giờ. Đồng thời thì Hymenia Q30 còn được trang bị công nghệ tiết kiệm điện thông minh giúp các bạn giảm thiểu tối đa chi phí cho quá đơn hàng tháng. Bật mí thêm một ưu điểm nhỏ nữa của Hymenia Q30, đó là đầu phát có thể dễ dàng kết nối không dây với smartphone hay iPad để thay cho remote điều khiển hay chia sẻ video, hình ảnh, âm nhạc lên thiết bị.